Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người lại quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay thì em có một chiếc Peugeot 408 phiên bản cao cấp nhất GT Line muốn giới thiệu đến quý anh chị và các bạn. 408 thì là một mẫu xe cũng vừa mới ra mắt thôi, chắc là mới được có 1 đến 2 năm. Thì đây là một trong những chiếc xe lướt trên thị trường hiện tại quý anh chị và các bạn nhé. Xe mới lăn bánh được có 10.000 cây, cũng thuộc dạng gọi là siêu lướt rồi, và là phiên bản cao cấp nhất của Peugeot. Và chúng ta hãy cùng ngắm qua một vòng quanh tổng quan về ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe này nhé. Ngoại thất thì khỏi phải bàn rồi, 408 này đem đến cho chúng ta những cái xúc cảm nó cực kỳ là tươi mới, cũng như là cái sự hiện đại nó ngập tràn luôn của mẫu xe thôi. Peugeot khoảng từ những năm 2021-22 thì Peugeot đã cập nhật cho mình những cái phong cách thiết kế cực kỳ là bắt mắt cũng như là hiện đại. Đây là kiểu dáng kết hợp giữa một chiếc SUV và một chiếc sedan. Đấy, nhìn nó hơi giống dạng coupe của chị và các bạn nhé. Thiết kế mọi thứ này rất là nuột nà luôn. Trên phiên bản cao cấp nhất chúng ta có thể nhận biết ngay qua bộ vành theo xe. Bộ vành thiết kế phải nói là cực kỳ là phong cách đấy. Vành này là vành 20 inch luôn của chị và các bạn nhé. Logo Peugeot ở phần cửa xe này, xi nhan gương, mọi thứ thiết kế rất là nuột nà luôn. Bước vào xe thì vẫn là cái cảm giác quen thuộc như vậy, chúng ta như là bước vào một chiếc phi thuyền vậy. Đó, với những cái chi tiết bên trong, rất là bắt mắt luôn quý chị và các bạn nhé. Vô lăng giãn cắt cả hai đầu luôn. Đấy, với dòng chữ GT cho phiên bản GT Line ở giữa. Chúng ta có giới hạn tốc độ, một trong những cái tính năng mà cá nhân em cực kỳ thích luôn. Có ga tự động này, đàm thoại rỉnh tay tăng giảm âm lượng, đèn đóm tự động và đồng thời màn hình theo xe đây. Ghế lái nhiều ghế, 3 vị trí ghế chỉnh điện mọi thứ. Hàng ghế thứ hai. Cái độ ngả này, cái độ thiết kế này, cũng như cái chất liệu da nó rất là đẹp luôn. Nhiều quý anh chị và các bạn để ý nhé, rất là đẹp. Cửa đóng tương đối là chắc. Và bây giờ em sẽ nổ máy lên một chút cho quý anh chị và các bạn cùng cảm nhận. Ngay phần dưới đây hơi tối nhỉ. Có sạc không dây này ở cái phần đốm sáng này này, đây này. Đấy, có các cái chế cần số thì chúng ta sử dụng ở đây này. Đấy, cam 360 nét căng luôn quý anh chị và các bạn nhé. Bấm P vào đây là số bảng tự động ở đây. Các cái chế độ lái này, cổng kết nối đa phương tiện này, cổng taxi này, một cổng cắm tẩu 12V này, một hộp để đồ phụ này, hai hộp để cốc không dùng chúng ta có thể đóng lại, một hộp để đồ phụ nữa. Có đây, một hộp để đồ phụ nữa, có đèn, cửa gió, mọi thứ thiết kế cực kỳ là bắt mắt luôn. Trên phiên bản cao cấp nhất thì chúng ta có thể thấy này, những cái thông số hiển thị trên đồng hồ điện tử này rất là hay. Hệ thống loa giải trí thì chúng ta sử dụng hệ thống loa Focal. Chung đây là một chiếc xe nó mang đậm cái hơi hướng thể thao cũng như là phong cách và cực kỳ là style luôn. Đó. Mọi chi tiết trên xe rất là nuột nà. Cam 360 cực kỳ nét luôn mọi người nhé. Rất là nét luôn. Vô lăng cũng vậy, rất là đẹp. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra khỏi xe để xem nốt một số những cái chi tiết bên ngoài. Đây, cụm đèn đuôi xe nhé. Rất là đẹp luôn. Logo Peugeot, logo mới.
cốp thì chúng ta có cốp điện đóng mở bằng nút rất là linh hoạt ở đây. Và cái phần cốp này, phần cốp quá là rộng luôn. 1 tỷ 150 triệu để sở hữu và trải nghiệm một chiếc Peugeot 408 sản xuất 2023. Đấy, 5 bánh, 10.000 cây lướt, sơn zin gần như là cả xe. Chiếc xe này thì bên em có hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến tối đa có thể được là 70% giá trị xe trong vòng 5 năm. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm, đừng ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center nhé. Ngoài mẫu xe này ra thì bên em vẫn còn rất là nhiều mẫu xe khác cho quý anh chị và các bạn lựa chọn và trải nghiệm. Một lần nữa em xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.